Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi ngọ, những người anh, người chị hoặc là những người bác lớn tuổi. Thì em làm cái video này là làm về tử vi của tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất. Tháng 3 âm lịch thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 4, ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5 của năm 2018. Thì đó là nói để cho mọi người biết, để mọi người tính toán. Có nhiều người là sống ở nước ngoài không biết được là tháng 3 hoặc là tháng Bính Thìn là tháng nào, vào inbox hỏi thì mình trả lời luôn như vậy. Thì người tuổi ngọ thì có một cái năm tam tai vừa rồi, gọi là tam tai năm nặng 2017, đầy những khó khăn bất trắc, công việc thì rơi vào bế tắc rất là nhiều người, đặc biệt là Mậu Ngọ của năm vừa rồi. Thì năm nay thì cũng vẫn còn là năm tam tai, tuy nhiên năm nay là có tam hợp dần ngọ tuất, là người ta hay nói là tam hợp hóa tam tai, tức là hóa giải được cái tam tai, đem lại cái một chút may mắn của cho cái năm tam tai năm cuối này. Thì cái tháng Bính Thìn của năm Mậu Tuất 2018 có thể nói là một cái tháng bản lề để bắt đầu những cái ngày tháng gọi là coi như là may mắn hơn cho người tuổi ngọ. Hai tháng đầu năm thì những người tuổi ngọ vẫn còn chút chắc trục chặt, tức là vẫn còn cái dư âm của cái năm Đinh Dậu, tam tai năm nặng của mình. Thì xét cho tháng Bính Thìn của người tuổi ngọ thì đầu tiên hết là phải kể đến người tuổi Giáp Ngọ. Người tuổi Giáp Ngọ là mệnh Sa Trung Kim. Do người tuổi Giáp Ngọ là em chưa có làm cái tử vi của cả năm Mậu Tuất 2018, cho nên em sẽ nói sơ cái phần tử vi của cả năm, sau đó em sẽ vận vào cái tử vi của tháng Bính Thìn này một cách tốt nhất. Đầu tiên hết á, là người Giáp Ngọ nam mạng á, là mạng Sa Trung Kim, gặp năm á, là Bình Địa Mộc, tức là kim khắc mộc, là mạng bị mạng khắc năm, cho nên là sức khỏe vấn đề cũng có một chút khó khăn. Sau á, nam mạng là Sổ Tú, rối rắm bất an, hạn thì ngủ mộ hao tài mất của, đề phòng tai nạn khi đi xa. Vận niên trư phùng hỏa, heo gặp lửa, cũng không tốt lành ha, tức là một năm dễ sinh nhiều chuyện nóng nảy. Có năm này nó cứ cảm thấy trong người không có tốt lành, cứ nóng nảy khó chịu. Thiên can á, chữ Giáp khắc chữ Mậu, xấu cho công việc hay gặp trục trặc. Dù rằng là chữ Giáp của các anh khắc chữ Mậu thì công việc có gặp trục trặc trúc trắc thì cũng có thể giải quyết được, có thể sắp xếp xong, nhưng mà thà nó không gặp chứ nó gặp thì phải tốn tâm tốn trí mà. Và gặp cái năm mà các anh bị mạng khắc năm nữa thì rõ ràng là không, đều không có ngon lành. Ngọ gặp tuất là tam tai, cũng là tam hợp, gia đạo tình cảm cũng sẽ có nhiều biến động không tốt, nhất là về mặt con cái. Nữ mạng thì các chị cũng là như các anh, mạng kim thì gặp năm mộc thì là kim khắc mộc, không tốt cho sức khỏe, có nhiều vấn đề. Sao thì vân hớn, rối rắm ốm đau. Sao vân hớn này thì cũng ngang ngửa với ông Thổ Tú thôi, hai ông này thì cũng gần gần cái công dụng xấu như nhau, cũng rối rắm ốm đau, còn ông kia rối rắm bất an, tức là đem lại những cái điều không có tốt lành. Hạn á, thì ngủ mộ ha, thì hao tài mất của. Vận niên trư phùng hỏa, heo gặp lửa. Thiên can thì cũng giống như các anh nam, Giáp khắc mậu, xấu cho công việc. Địa chi ngọ với tuất tam tai cũng là tam hợp, gia đạo tình cảm có biến động, chủ yếu là về phần con cái như các anh nam. Như vậy mà nói thì rõ ràng là năm nay các anh các chị tuổi Giáp Ngọ cũng không phải là một năm hoàn toàn viên mãn. Từ vì sao? Vì vì thiên can cũng bị tương khắc, vận niên thì trư phùng hỏa, hạn thì ngũ mộ, hao tài mất của. Sao thì một người vân hớn, một người thổ tú, thì đều là rối rắm, một người rối rắm ốm đau, một người rối rắm bất an. Như vậy là rõ ràng là nghe thì có tam hợp địa chi, nhưng mà cũng là tam tai, nó chỉ hóa giải được tam tai thôi, hóa giải bớt những cái sự khó khăn thôi. Có thể nói là năm nay tốt hơn năm Đinh Dậu một tí chứ không hoàn toàn tốt nhiều. Rồi
Như vậy là có cái cả năm không có ngon lành, thử coi cái tháng 3 này, có tháng Bính Thìn này có ngon lành với các anh chị hay không. Thì đầu tiên hết á, là tháng 3 là tháng Thổ, tháng Bính Thìn tháng Thổ, thì mạng là Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, bổn mạng không phải lo lắng à, mà khi như đã nói ở nhiều cái video trước, khi mà bổn mạng một các anh chị á, mà được tương sinh thì các cái tinh quân tốt nằm ở bên trong tử vi cũng được lợi, được cái sự tỏa sáng, mà được sự tỏa sáng thì sẽ đem lại một chút may mắn khá ok cho các anh các chị. Thiên can chữ Giáp với chữ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về tử vi. Tuy nhiên về ngũ hành á, là Giáp thuộc mộc, Bính thuộc hỏa, cho nên là mộc sinh hỏa, mộc sinh hỏa tốt cho công việc. Địa chi Ngọ Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung nhau. Tuy nhiên là Ngọ thuộc hành hỏa, Thìn thuộc hành thổ, cho nên là ngũ hành của địa chi là tương sinh mộc hỏa. Như vậy thì với tháng 3 Bính Thìn này, đối với người của tuổi Giáp Ngọ các anh các chị thì rõ ràng là một cái tháng có nhiều may mắn hơn, chứ không phải như là không phải là một cái tháng xấu đầy cái khó khăn như mà tổng thể của cả năm. Tuy rằng cả năm mình xấu đó, nhưng mà mình cũng phải có cả một cái miếng bánh này, xấu thì cũng phải có chỗ tốt của xấu chứ. Thì đây là một tháng tương đối khá tốt lành. Vì sao? Vì cái bổn mạng được tương sinh thì nó sẽ kéo theo nhiều điều khác, các tinh quân ở trong người, trong mệnh của các anh các chị nó tươi sáng hơn. Thiên can địa chi thì cũng không hại gì cả, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành thì nó có tương sinh, như vậy sẽ có đem tốt về công việc và gia đạo. Tiếp theo của những người tuổi Ngọ là Bính Ngọ sinh năm 1966, mệnh là Thiên Hà Thủy. Các anh các chị này thì em đã làm cái tử vi của cả năm Mậu Tuất cho các anh các chị rồi, thì em không có cần phải nói lại, chỉ nhắc rằng là các anh thì có sao Thái Âm, may mắn phúc lộc tốt, nhưng các chị thì dưới sao Thái Bạch. Nhưng mà các anh các chị cũng không quá lo lắng, tại vì sao Thái Bạch nó lại thuộc hành Kim. Mà Kim thì nó sinh Thủy, cho nên là cái sao Thái Bạch này nó không quá nặng nề đối với tuổi của các chị, cho nên có thể nói là người Bính Ngọ được tương đối khỏe khoắn. Như vậy vận vào cái tháng 3 này thì nó như thế nào? Tháng 3 này thì mạng là Bính Thìn là Thổ rồi, sẽ khắc Thủy mạng của các anh các chị. Bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng có nguy nan, có thể gây ra bệnh nặng. Thiên can là cùng hàng Bính, cái Bính Ngọ, cái Bính Thìn là cùng hành hỏa hết, có hàng can giống nhau thuộc hành hỏa, cho nên là công việc không có trở ngại, thậm chí là có tiền tài phát sinh trong công việc. Địa chi Ngọ Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Và nhưng mà xét bên trong nạp âm ngũ hành là Ngọ là hỏa, Thìn là thổ, nó có tương sinh với nhau, cho nên là của dòng mà tương sinh, cho nên là mình có thể nói rằng các anh các chị ở trong tháng này thì nên chú ý phần sức khỏe, nhất là đặc biệt đi xa để ý một tí xíu, đừng có các anh thì tương đối nhẹ nhàng, nhưng mà các chị thì phải cần để đề phòng. Các anh nhẹ nhàng ở trong công việc thôi, còn thì các anh do hạn của năm là hình tiền phòng bệnh nặng, mà tháng này là thổ nó khắc Thủy, tức là tháng nó khắc bản mệnh của các anh, thì các anh phải cần để ý cái việc sức khỏe của mình, đừng có ý lỡ có vì một tí xíu là mình nên đi bác sĩ để khám, để chẩn đoán cho một cách nó rõ ràng nhất. Rồi tiếp theo của cái người tuổi Ngọ là Mậu Ngọ, đây mình Mậu Ngọ thì tháng 2 rõ ràng là của năm Mậu Tuất, thì đối với người Mậu Ngọ thì phải có rất là nhiều điều mà phải nói là không tốt đẹp. Nói vui nó cứ trục trặc trúc trắc, sức khỏe thì bữa đực bữa cái, mình chưa bao giờ mình thấy rằng mình yếu đuối như vậy, làm 2-3 bữa là ho sụt sùi, 5-7 bữa thì lại bệnh. Cái đó là do là cái tháng là tháng 2 là tháng Mão, tháng Ất Mão, là Ất Mão là Thủy, Mậu Ngọ là hỏa, thì Tý Ngọ Mão Dậu là đã tứ hành xung rồi, còn quốc vô tháng Thủy nữa, cho nên là tạo cho cái người Mậu Ngọ nó có chút khó khăn.
đến cái tháng 3 này á thì dễ thở hơn. Tháng 3 là tháng thổ bính thìn, thì mạng là hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất tháng, đề phòng tai nạn, sức khỏe tuy có yếu nhưng mà cũng dễ dàng vượt qua. Thiên can á, là mậu bính ha, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành á, là bính thuộc hỏa, mậu thuộc thổ, cho nên có thể nói là ngũ hành của thiên can là được tương sinh, công việc dễ sinh tài lộc ha, công việc hanh thông dễ dàng trong cuộc sống. Địa chi thì cũng như các cái tuổi ngọ khác, thì ngọ là thìn thì tự chủ bình hòa, nhưng mà được tương sinh là ngọ hỏa tương sinh thổ, thìn là thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh, cho nên là gia đạo cũng không có gì lớn lao, không có gì quá trục trặc, bớt buồn phiền đi ha, chứ không phải như là vừa rồi là cái tháng tháng mão có đầy cái khó khăn rồi gây gỗ với thậm chí của gia đạo, đem lại những cái chuyện rất là buồn phiền, khó giải quyết được. Rồi tiếp đến là người tuổi ngọ tiếp theo, đó là canh ngọ mệnh lộ bàn thổ. Do là mình chưa có làm cái tử vi của tuổi canh ngọ, cho nên là mình sẽ nói sơ về cái tử vi của cả năm. Thì mạng lộ bàn thổ, nam mạng của canh ngọ thì năm này là năm Mậu Tuất, có sao là sao Thổ Tú chiếu mạng, hạn là ngũ mộ, hao tài mất của, vận niên trư phùng hỏa xấu. Thiên can canh mậu không xung không hợp. Tuy nhiên canh là thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên là ngũ hành sinh nhập có lợi, dễ sinh sẽ dinh tiền tài, thuận lợi cho công việc. Địa chi ngọ gặp tuất, tam tai cũng là tam hợp, gia đạo tình cảm dễ có biến động nếu như không biết an tâm an thân thủ tâm. Nữ mạng thì thuộc sao văn hớn, hạn ngũ mộ, hao tài mất của, vận niên trư phùng hỏa. Hai người cả nam lẫn nữ là mạng lộ bàn thổ, năm nay là bình địa mộc, nên mộc khắc thổ, cho nên là bổn mạng có vấn đề, cho nên là cần cẩn trọng nhiều thứ. Dù gì đi nữa thì năm nay cũng vẫn là năm tam tai năm cuối, mà bổn mạng thì bị tương khắc thì cần đề phòng bổn mạng nhiều thứ, chứ không phải là dẫn chơi. Đừng có nghĩ rằng có tam hợp rồi đó là sung mãn, qua được cái năm tam tai năm nặng Đinh Dậu 2017 rồi qua đây muốn gì muốn, không có đâu nha. Cẩn thận nhiều điều đi, nếu không thì hối không kịp. Mạng xét về tháng bính thìn đối với những người tuổi canh ngọ thì mệnh của tháng là thổ ha, các em cũng mệnh thổ luôn, đồng hàng bản mệnh đồng hàng thổ. Sức khỏe bổn mạng tốt, có bệnh thì cũng nhẹ nhàng mà rất ư dễ vượt qua. Thiên can á, bính với canh thì á, là thiên can tháng bính nó khắc canh, như vậy á, là tháng khắc thiên can công việc khó khăn, dễ rơi vào bế tắc. Chữ bính nó khắc chữ canh, cho nên là các em đang đi làm cẩn thận sanh rầy đà rắc rối với công việc. Đừng có để mà cái công việc mà rơi vào cái sự bế tắc đồ này kia, lôi mình vào cái việc mà đầy khó khăn. Rõ ràng ha. Rồi địa chi ngọ thìn thì cũng giống như những cái tuổi ngọ khác, thì không hình hại không xung khắc, nhưng mà được cái là ngũ hành tương sinh, ngũ hành của thiên can là tương sinh mộc hỏa, cho nên là có thể nói là gia đạo không có chuyện gì xào xáo quá đáng, không có lớn lao, không đem đến nhiều buồn phiền. Tuy nhiên là nếu như các em là tuổi canh ngọ thì anh cực, là anh thì anh sẽ cực cẩn thận nhiều điều. Tự vì là bính nó khắc canh, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều điều, không chỉ công việc. Tự vì các em là nam là dưỡng sao Thổ Tú, nữ là dưỡng sao Văn Hớn, tất cả là đều là rối rắm. Vận niên là trư phùng hỏa nữa, mà gặp thiên can của tháng nó tương khắc thì rất là dễ sinh ra nhiều chuyện không có vui, công việc dễ sinh hao tài, thậm chí là bị người ta ném đá dấu tay, rồi là đổ hoang đổ thừa. Cho nên là các em đi làm thì cần cẩn thận ha. Ra làm ăn thì ký tá cái gì cũng phải ngó trước ngó sau, nếu không muốn mà rơi vào những cái việc mà tai bay vạ gió liên can đến pháp luật của tháng này. Tiếp theo của những người tuổi ngọ là người nhâm ngọ.
người Nhâm Ngọ là quân trung chi mã, tức là con ngựa chiến đó ha. Mệnh là Dương Liễu Mộc, gỗ cây dương. Do là Nhâm Ngọ còn nhỏ nên anh chưa có làm cái tử vi cả năm, cho nên xét cái tử vi cả năm. Nam á, nam mạng Dương Liễu Mộc gặp nam bình địa mộc là đồng hàng mộc không sao. Nam mạng có sao Thái Dương ha, may mắn phúc lộc tốt, hạn là Thiên La, tinh thần bất an, vận niên là Hổ Giống Thiên, cọp ra oai rất là ngon. Thiên can mậu nó khắc nhâm, chữ mậu của năm Mậu Tuất nó khắc chữ nhâm, tương xung bất an, cuộc sống không như mong muốn. Địa chi là Ngọ gặp Tuất là tam tai, cũng là tam hợp, gia đạo tình cảm có nhiều biến động. Nữ mạng là Dương Liễu Mộc gặp bình địa mộc là đồng hàng. Sao thì Thổ Tú, đem lại rối rắm nạn tai, hạn là Diêm Vương, bệnh tim mạch. Vận niên Hổ Giống Thiên cũng giống như cái kia, tất cả vận niên thiên can địa chi đều giống của nam hết. Như vậy là với những cái gì mà thể hiện thì nam mạng của Nhâm Ngọ gặp năm tam tai năm cuối này sẽ tốt hơn là nữ mạng sao Thổ Tú. À, tại vì sao sao Thổ Tú nó thuộc hành tổ thổ, Dương Liễu Mộc là mộc, mộc khắc thổ là mạng khắc sao rồi, không ngon lành nè. Sao Thái Dương á, thì nó thuộc hành hỏa, tuy nhiên á, là cái sao này là cái phúc tinh, nó đem lại may mắn phúc lộc tốt. Người mạng mộc mà gặp cái phúc tinh hành hỏa này là hơi quá lớn, nhưng mà do là nam mạng nam nhâm nữ quý, nam mạng nắm chữ nhâm cho nên mạng cũng tương đối thuộc dạng số có phúc để mà hưởng lộc, cho nên là có thể nói là năm nay xét về tổng thể thì nam Nhâm Ngọ tốt hơn nữ Nhâm Ngọ. À, năm nay là hình như là năm các em đi thi, các em các cháu đi thi 12 hay là thi đại học gì đó mình cũng không nhớ rõ lắm, thì các em các cháu cần cẩn thận ha, nhất là các cháu nữ năm nay sẽ không tốt bằng các cháu nam đâu. Mạng mộc khắc thổ của tháng Bính Thìn, từ tháng Bính Thìn là tháng thổ mà, của tháng đi là các em các cháu mạng mộc khắc thổ. À, bản mệnh khắc tháng đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề không nên đi xa. Thiên can nhâm là khắc bính, chữ nhâm nó khắc chữ bính, là thiên can tương khắc tháng, dễ sinh hao tiền xấu. Địa chi thì như cũng như ở trên, như vậy là có ba cái để xét về tử vi của tháng có tốt với các cháu các em tuổi Nhâm Ngọ hay không, thì có hai cái là tương khắc, đó là mộc khắc thổ về mạng và thiên can là nhâm khắc bính. Như vậy là các em các cháu thì đặc biệt nên cẩn thận cái tháng này, sẽ có đầy rà về sức khỏe. Dù nó không lớn lao, có thể là tháng này là tháng tập trung để ung thi, cho nên là cẩn thận đề phòng sức khỏe ha, bổn mạng có vấn đề, đặc biệt là đừng nên đi xa trong tháng này. Nhâm khắc bính thì có thể nói là đang tuổi ăn tuổi học thì nó không có gì mà lớn lao. Tuy nhiên là ngoài những cái người mà trẻ sinh năm 2002 thì còn có những người lớn tuổi, những người bác sinh năm 1942, thì với mạng mà mộc khắc thổ như thế này thì các bác cần cẩn thận về sức khỏe. Thiên can nhâm khắc bính thì công việc nó ảnh hưởng nhiều đến công việc ha, một chút vì đó về cái mối quan hệ xã hội, cho nên là có thể là đối với các bác sinh năm 1942 thì tháng 3 tháng Bính Thìn này rõ ràng là không tốt đẹp, cần cẩn thận nhất là về mặt sức khỏe để không phải chịu nhiều cái bệnh nạn và khó xử, do nhất là các bác nữ dưới sao Thổ Tú. Chứ các bác nam thì sao Thái Dương thì nó còn ok đi, các bạn nữ mà sao Thổ Tú sinh năm 1942 thì cần cẩn thận nhiều hơn. Như vậy là cái tổng hợp về tử vi của tháng Bính Thìn cho những người tuổi Ngọ của anh Ba Tử Vi đã được em trình bày một với những người tuổi Ngọ. Nếu như ai xem tử vi thấy hay, xin bấm like và chia sẻ bên dưới. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký để đón chờ những cái tử vi vận hạn của tuổi của mình, cũng có thể là tuổi của bà con anh em bạn bè. Rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi đến phút này. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Bye bye.